Bán đắt thì các bác không mua, bán rẻ thì các bác lại bảo là sản phẩm em không tốt. Vậy thì hôm nay em bán cho tất cả các bác là không cần cọc một xu, không cần cọc một đồng nào. Thoải mái kiểm hàng đúng sản phẩm, em quay em quảng cáo và các bác đặt các bác nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận. Bên em có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có. Có giá trị từ 1 triệu cho đến 10 triệu mà bên em bán không cần cọc một đồng nào nha. Thoải mái kiểm hàng rồi thanh toán. Em cam kết với mọi người là hàng chính hãng chế độ bảo hành bên em là một năm nếu mà các bác mang đi dùng không may nó bị lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một trong vòng 30 ngày có nhân viên đến tận nhà các bác đổi Đấy, đổi con cũ về là trả các bác con mới còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm để để mà các bác ưng được con nào rồi thì các bác có thể nhấc máy và gọi trực tiếp và chốt đơn các bác nhé rồi, còn bên em ấy bán cho tất cả các bác không phải là bán một cây hoặc là hai cây rồi là lừa cọc tất cả các bác bên em bán số lượng vài nghìn cây nên là các bạn yên tâm em đã không nhận cọc các bác thì những cái lời quảng cáo em nó phải chuẩn 100% đây là một chiếc điện thoại Oppo A3s mới 100% đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 450 nghìn 1 triệu 450 000 các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 6 và 128 g kèm ốp này kèm sạc này kèm tai nghe này nói chung là tất cả các linh phụ kiện kèm theo đều là đầy đủ RAM 6 và 128 g nha các bạn cứ nhận hàng nếu không đúng RAM 6 và 128 g thì các bạn không nên nhận RAM 6 này 128 g này Oppo A3s này hai sim 2 sóng này pin con này là 4.500 màn hình con này là 6,45 inch Đấy em bán cho các bác 4, à, 1 triệu 450 nghìn thôi 1 triệu 450 nghìn nha các bác nha Miễn phí ship thoải mái kiểm hàng thanh toán Tiếp theo em lại giới thiệu cho các bác một số cái dòng sản phẩm giá cũng cực rẻ thôi đây này Cũng là 1 triệu 450 nghìn Con này là Redmi 9A RAM 3 và 32GB Con này 1 triệu 450 nghìn nha à, Con này màn hình 6.5 Pin con này 5 nghìn Đấy giá là 1 triệu 450 nghìn thôi Redmi 9A nha Phù hợp cho trung niên thanh niên người già dùng làm máy phụ nghe gọi xem phim tiktok zalo otobi đọc báo đều ok Đấy. redmi 9 a nhá máy 99% không có hộp kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe Đấy, giá chỉ để cho các bác 1 triệu bốn trăm nghìn Đấy. em cân đối giá rẻ nhất thị trường để bán cho tất cả các bác rồi Redmi 9A nhá 1 triệu 450 nghìn, 32GB. Bên em thì không thiếu bất cứ cái sản phẩm gì Có từ 1 triệu đến 10 triệu Có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone Nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có Các bác đừng có rời qua màn hình và theo dõi hết cái video này Rồi là anh em ưng được con nào thì anh em có thể chốt con đó nha các bác nhé Đây là một chiếc điện thoại Vivo Y93 Vivo Y93 RAM 6 và 128GB Pin 4500, màn hình con này 6,45 inch mới đầy đủ phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe con này nó là 128 g thì em bán 1 triệu 500 còn con nào là 256 g thì em bán cho các bác là 1 triệu 700 000 đã tranh lệch 200 000 nha các bác nha Vivo i93 đây này đấy RAM 6 này và 128 g này RAM 6 128 g nếu mà các bạn nhìn ở trên cái thông số trong cái màn hình này mà không nhìn thấy cái thông số này thì các bạn cứ nghe theo lời em quảng cáo mà các bạn nhận nhá bởi vì em bán cho các bác là không cọc nên là những cái lời quảng cáo em nó phải chuẩn 100% với cái sản phẩm này Vivo y 93 128GB là 1 triệu 500 còn 256GB là 1 triệu 700 nha đầy đủ phụ kiện kèm ốp kèm sạc và ship toàn quốc không cần cọc đồng nào thoải mái kiểm hàng ok thanh toán không đúng những cái lời quảng cáo không nên nhận nha các bác nhé Tiếp theo là những cái sản phẩm mà tiền ít thịt nhiều mà rất là nhiều người quan tâm. Đó là những cái sản phẩm Oppo F9 Pro. Oppo F9 Pro mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em bán cho tất cả các bác với giá là 1 triệu 950 nghìn. Các bác bỏ ra 1 triệu 950 nghìn để nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB nha. RAM 8 256GB. Em mở cái thông số cho các bác xem rõ ràng này để tránh cái trường hợp là nó bị nhầm nha các bác nhá bởi vì bên em bán này rất là nhiều nên là cũng không thể uh, nói chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường đấy. ram của nó ram 8 này 256 g này đấy f9 pro này máy 2 sim hai sóng nha phù hợp cho thanh niên trung niên người già dùng làm máy phụ là khá là hợp lý nói chung là tiền thì nó cũng trả quá nhiều đâu cũng chỉ có hơn một triệu thôi chưa đến 2 triệu bạc mà nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256 gb này là hợp lý rồi các bác ạ. Đấy, Oppo F9 Pro nha. Bên em thì bán số lượng rất là nhiều và rất là nhiều cái sản phẩm nên là các bạn nhận máy hay là các bạn đặt hàng thì các bạn phải nhớ là nhớ cái tên cái sản phẩm đó thì các bạn mới đặt được hàng nha. Còn nhiều người bảo nhìn qua hình ảnh như thế này là máy cũ, máy xước nên em nói rõ ở đây nha. Nó không phải là cũ hay là xước. Đó là cái lớp giấy bóng này. Đấy, khi mà chúng ta xé bỏ nó đi thì nó mới mới được. Còn chúng ta để như vậy thì nhìn nó rất là xấu như thế này đúng không? Đấy, nên là các bạn phải hình dung được được như vậy. kể cả là mặt trước hay là mặt sau đều có nhé đây này cũng có một cái lớp này. Đấy, nên là nó có hết nên là các bạn nhìn nó cảm thấy nó như vậy thôi. em để em bán hàng qua video chứ không phải là bán hàng qua hình ảnh. ví dụ như người ta bán hàng qua hình ảnh thì người ta chụp hình xong rồi người ta đi chỉnh sửa các thứ rồi người ta mới đăng lên. còn đây nó là video quay trực tiếp để bán cho các bác nên là những cái chất lượng video và những cái cách quảng cáo của tôi nó sẽ không được tốt như người ta. nên mong mọi người sẽ hiểu. F9 Pro chỉ có 1 triệu 950 nghìn. Tiếp theo là những cái sản phẩm mà tiền ít thịt nhiều mà rất là nhiều người quan tâm. Đó là một chiếc điện thoại Oppo A31 mới 100%. Nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện kèm từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? Chỉ có 2 triệu 150 nghìn. Anh em bỏ ra 2 triệu 150 nghìn thì nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB nhá Em đang có 3 màu uh, xanh đỏ đen Em đang có 3 màu như vậy nhá Mới 100% cái hộp nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây Oppo A31 này Em đã quảng cáo máy mới Thì các bạn cứ phải nhận hàng Đúng mới thì chúng ta nhận Còn không đúng có nứt nẻ, có vỡ, có xước, có móp, có méo ở đâu Thì các bạn không nên nhận cái đơn hàng đó và làm ơn và trả lại cho tôi và làm ơn điện ngay cho tôi bảo là sản phẩm của anh nó không đúng với lời quảng cáo nên tôi không nhận đấy chỉ cần nói như vậy thôi không cần nói nhiều đâu đây này ram 8 này 256 trăm này đấy a 31 nhá hai sim hai sóng phù hợp cho tất cả mọi người dùng à, nghe gọi xem phim quay phim cũng tương đối nói chung là cái những cái sản phẩm này thì để mà nó cực kỳ là tốt thì nó cũng không phải là tốt đâu nó cũng chỉ là những cái sản phẩm mà dùng được, nghe gọi được, xem phim được. Đấy các bạn nhìn thấy hình ảnh ở đây không? Nó rất là bẩn đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Nếu mà khi các bác bỏ lớp giấy này ra, nhìn nó mới mới này. Đấy. Nên là nhiều người bị hiểu nhầm là sản phẩm mà nhìn quay thế này nó xấu thế, đúng không? Nó bẩn thế nhưng mà không phải đâu ạ. Đấy, em nói rõ cho các bác như vậy. Em đã quảng cáo mới, nếu mà các bạn nhận nó bị sứt này, bị móp này, bị méo này ở đâu các thứ thì chúng ta không nhận nhá. Oppo A31 con này để cho các bác 2 triệu 150 nghìn thôi các bạn nhớ cái tên cái sản phẩm này nhá các bạn nhá chúng ta không nhớ tên đi thì bên em có rất là nhiều cái sản phẩm nên là bên em không nhớ được hết nên là mong mọi người thông cảm còn đây là một cái sản phẩm Oppo F11 nha Oppo F11 mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện À, từ ốp từ sạc và từ tai nghe nhé Oppo F11 con này ấy, pin con này 5.000 màn hình con này là 6.5 RAM con này nó là RAM 8 và con này 256 sáu nhá con này chưa bật nguồn đây Đấy, RAM 8 và 256 gb này thế các bạn nhìn thấy nó bật đâu đây là những cái hơi tay của chúng tôi cầm vào đôi đây này Đấy. đấy hơi tay thôi còn ngoài ra đây nó còn có cái lớp giấy bóng ở đây này. Đấy. Đây là những cái sản phẩm mà em bỏ ra quảng cáo, những cái sản phẩm mà em đóng cho các bác thì các bác nguyên siêu nhá, nguyên siêu. Nên là các bạn yên tâm con này chưa bật nguồn này thôi em cứ quảng cáo như vậy Oppo F11 pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256G giá em để cho các bác chỉ có 2 triệu 350 nghìn 2 triệu 350 nghìn thì nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256 g còn nếu mà các bạn tìm những cái sản phẩm mà nó rẻ hơn thì đây đây cũng là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người mua và rất là nhiều người để ý một cái sản phẩm mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện nhá xin lỗi cầm nhầm cả một con này nữa. À, con này em đang có màu xanh và màu vàng cát và màu hồng như thế này. đâu hết rồi nhỉ? để em xem nào. Đấy, em đang có ba màu. em đang có ba màu thì bây giờ em đang không tìm thấy ở đâu. thôi để em cứ quay con này nhá. em đang có màu xanh này, màu vàng cát này và màu hồng như thế này. Con này là Oppo A5s mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em chỉ để cho mọi người với giá cực rẻ thôi, chỉ có là 1 triệu 650 000 Các bạn bỏ ra 1 triệu 650 000 thì nhận ngay một chiếc điện thoại đầu tiên là full hộp này. Nguyên hộp này và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Và tiếp theo nữa con này nó là RAM 6 và 128GB, pin 4500, màn hình con này 6.5 inch nha các bác nhá. À, máy 2 SIM 2 sóng Oppo A5s nhớ cái tên cái sản phẩm này nha các bác nha Oppo A5s giá quá rẻ chỉ có hơn một triệu nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp như thế này là quá rẻ chứ không phải là đắt đâu các bạn ạ à. Nên là các bạn yên tâm Em bán cho tất cả mọi người không phải là bán cho một người mà bên em bán này đây bán số lượng vài nghìn cây Và hàng nghìn khách hàng nên là em cũng đã cân đối giá trên cái thị trường rồi em mới bán cho các bác Chứ còn nếu mà hai người với nhau thì em có thể là lừa dối các bác được Nhưng mà đây là em đăng lên toàn quốc nên là em cũng phải cân đối toàn quốc rồi Còn đây cũng là một cái sản phẩm mặt tiền ít thịt nhiều rất là nhiều người quan tâm Đây là con Vivo Y11 Vivo Y11 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Con này em để cho các bác giá cực rẻ thôi chỉ có 1 triệu 950 nghìn Các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp nha Đầu tiên là full hộp pin 5000 màn hình con này 6,5 RAM con này RAM 6 và con này 128 GB Vivo i 11 nhá. Vivo y 11 Em quay video ở đây hoàn toàn là quay vào ban đêm nên là phải bật bóng điện nên là cái chất lượng video thì nó cũng không được tốt nên mong mọi người thông cảm. Đấy, trăm người bán và người mua RAM 6 này 128 GB này. Đấy, máy sim 26 nhá, chỉ có 1.950.000 thôi đấy nên là nhiều người hiểu thì không nói mà nhiều người không hiểu thì cứ bảo là những cái sản phẩm em nó nhìn nó xấu nhưng mà thôi kệ đi mình cứ quay thực tế như vậy cho các bác là ok rồi đấy xã hội thì làm sao để mà một mình em nói mà à, một mình em nói để thuyết phục được tất cả mọi người được đúng không trăm người bán vạn người mua hơn thua nhau nó ở chất lượng còn nếu các bạn tìm những cái sản phẩm mà ok chuẩn đấy, thì các bạn có thể nên tham khảo ở những cái nơi nào là, là ok nhất nếu mà những cái lời quảng cáo của em nó không đúng với cái sản phẩm này thì kênh của em nó sẽ không đạt được 5 triệu người xem và sẽ không đạt được 4 đến 50 nghìn người đăng ký kênh và sẽ không đạt được 3 đến 400 đơn trên một ngày đấy là cái việc thực tế chứ không phải là khoe ở đâu cả em cũng đã nói rõ ràng và em cũng đã quay cho các bác những cái sản phẩm của em đi hàng ngày đúng không đấy uy tín là ở cái điểm nào đúng không để mà một mình em thuyết phục được tất cả mọi người tin em thì chắc chắn là rất là khó còn ai tin thì có thể đăng ký kênh và mua ủng hộ và giới thiệu hộ còn không thì cũng phải thông cảm thôi phải không ạ vì xã hội mà Đấy, còn xã hội thì nó có rất là nhiều người nó cạnh tranh này, nhiều người đấm đá nhau này nó nó có rất là nhiều lắm. Nhiều người thì bảo em bán đất, nhiều người thì bảo em bán rẻ, quá thì sợ cả sản phẩm em không tốt. Bán rẻ thì bên em không phải đóng thuế. Bán đất thì nhiều người bị ảo tưởng. Đấy. Trên thị trường xã hội này thì nó có rất là nhiều cái sản phẩm. Ví dụ như kể cả con uh, Samsung Galaxy mươi 24 đi. Đấy, Samsung 24 đi thì người ta bán trên mạng người ta chỉ có bán có 2 triệu cho đến 2 triệu có gọi là hơn 1 triệu thôi Nhưng mà thực tế ra ở ngoài thị trường người ta bán đến 4 đến 50 triệu Các bạn ạ không phải là ít đâu nha Đấy, Nên là nhiều người phải hiểu như vậy Nó có hàng tàu này hàng độ vỏ hàng nhái hàng lối kỹ thuật rồi hàng sách tay nói chung là vân vân Đấy nên là các bạn không biết thì các bạn sẽ bị lừa ở những cái điểm đó Còn bên em bán cho các bác không cần cọc kiểm hàng thanh toán kiểm tra đúng sản phẩm mà các bạn đặt và đúng sản phẩm em quay để các bạn nhận nha các bạn nha. Còn đây là những cái sản phẩm uh, iPhone 6s Plus và iPhone 6 Plus đây không biết là còn pin chưa, chưa có con nào bật nguồn rồi không có bật nguồn thì để riêng một bên. Như con iPhone 6s Plus này ấy, em bán cho các bác giá nó cực rẻ thôi nhưng mà cũng phải nói là cái độ zin của nó cực kỳ là tốt cực kỳ là cao nha. Như con này ấy, màn zin này đúng không? Nhìn đã biết rồi. Hình thức bên ngoài đạt được khoảng độ 95%, 90 đến 95% nhá. À, 90 đến 95%. Và tiếp theo con này là 128 GB chứ không phải là 64 GB. 128 GB này. Pin của nó là 100% nhá. Đây pin 100% này. Và tiếp theo nữa là vân tay đầy đủ này. Vân tay đầy đủ này. Đấy. Như vậy thì em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 200 nghìn thôi. iPhone 6S Plus nhá iPhone 6S Plus nhé. Những cái dòng iPhone này nó không giảm giá các bạn ạ. À, giá nó vẫn sàn sàn thôi. iPhone 6S Plus 2 triệu 200 nghìn. Kèm tất cả từ ốp, từ sạc và từ tay nghe cho tất cả mọi người. Nói chung là đầy đủ hết. Những cái linh phụ kiện kèm theo là không thiếu gì cả. Nên là các bạn yên tâm. Còn à, đây là những cái sản phẩm Vivo Y19. Vivo Y19 ở đây. Vivo Y19 thì nó có hai bản nhá. Đây ạ. Vivo Y19 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe. Con này ấy mới 100% nhá. Đầy đủ phụ kiện RAM 8 256 và con này em chỉ để cho các bác với giá là 2 450 000 Pin con này 5.000, màn hình con này 6.5. Con này nó có hai bản, một bản là 256 này, có một bản là 128 GB. Ví dụ như hai con này với con này là nó là khác nhau. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ở cái chỗ là bộ nhớ nhá. Đấy, 256 GB thì em bán cho các bác là 2450, còn 128 GB thì bán cho các bạn là 2 triệu 250 000 Các bạn phải nghe rõ cái vấn đề đó nhá. Như sản phẩm này ấy. Xem nào. Con này là 256 GB này thì em bán cho các bác là 2 triệu 450 nghìn còn như con này như con này là 128g RAM cũng là RAM 8 nhưng mà 128g bán cho các bác chỉ có 2 triệu 250 nghìn thôi đấy Vivo i19 nhá Vivo i19 mới đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe các bạn thoải mái và À, lựa chọn và nghiên cứu rất là nhiều cái sản phẩm bên em bên em thì không thiếu bất cứ cái sản phẩm gì nên là các bạn à, không phải lo và lựa chọn cái sản phẩm bên em còn nếu mà các bạn mà muốn xem rất là nhiều cái sản phẩm nữa thì các bạn cứ đăng ký kênh đi đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu mua ở đây nha các bạn nhé đấy nhà em thì mà hết thì chắc nhiều nhà không còn hàng để bán bởi vì em bán ở đây bán rất là nhiều đấy chứ đâu có phải bán một đến hai cây rồi bắt các bạn cọc nọ cọc kia là lừa cọc tất cả các bác đâu đúng không như con này là vivo i20s RAM 8 và con này 256GB Vivo i20s nhé mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho các bác với giá là 2 triệu 550 nghìn pin 5 000 màn hình con này 6,5 RAM 8 256GB nhá giới thiệu điện thoại này RAM 8 này 256GB này Đấy. Vivo i20s này chuẩn ạ Vivo e 20 s giá cực rẻ đó chỉ có 2 triệu 550 nghìn thôi mà chúng ta đã nhận ngay được một chiếc điện thoại như thế này thì chúng ta không còn gì phải bàn nữa rồi, đúng không ạ Vivo e 20 s nhé Vivo e 20 s 2 triệu 550 nghìn full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe các bạn yên tâm khi các bạn nhận hàng đúng lời quảng cáo của tôi thì các bạn nhận còn không đúng chúng ta không nên nhận nhá để đảm bảo những cái sản phẩm của tôi và cái đồng tiền của các bạn không bị mất thì cứ kiểm hàng thanh toán là ok nhất như con này là Oppo A9 Oppo A9 mới 100% đây là cái lớp giấy bóng luôn nhá bên ngoài là lớp giấy bóng nhá Đấy, Oppo A9 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho mọi người với giá cực rẻ đó chỉ có 2 triệu 800 nghìn RAM của nó RAM 8 cộng 3 cộng 5 và con này 256 g Đấy, Oppo A9 nhá, 256 g Máy cực đẹp. Con này em chỉ để cho các bác với giá là 2 triệu 800 nghìn. Đấy, mới 100% full phụ kiện từ ốp, từ sạc, từ tai nghe. Đã gọi là máy mới thì nó sẽ không thiếu bất cứ một cái link phụ kiện gì kèm theo. Nên là các bạn yên tâm. Còn tiếp theo là con Oppo A92. Oppo A92 cũng là một cái sản phẩm mà ram cao, bộ nhớ cao, loa kép. Con này ấy, em bán cho các bác giá cực rẻ Pin 5000 màn hình con này 6.5 RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 Và con này 256GB nhá Full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết Phụ kiện nhé các mọi người nhá Đấy, con này chỉ để cho các bác với giá 2 triệu 950 nghìn thôi. 2 triệu 950 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại như vậy. RAM 8 cộng 5 này. Và 256 gb này. Oppo A92 này. Đấy, con này để cho các bác 2 triệu 950 nghìn Các bạn thấy có ai bán hàng như em không? Bán rất là nhiều cái sản phẩm, đúng không? Mà bán không cần cọc một đồng nào Thoải mái kiểm hàng đúng sản phẩm mình nhận Đúng sản phẩm của mình thì mình nhận Còn không đúng thì chúng ta không nên nhận, đúng không ạ? Đấy, em bán như vậy là quá uy tín và ok nhất rồi Đấy, em cũng đã nói rồi Nếu mà sản phẩm em không tốt và không đúng với lời quảng cáo Thì kênh của em sẽ không đặt được 3 đến 4 triệu người xem Nên là các bạn yên tâm, đúng không ạ? bên em có rất là nhiều ấy chứ không phải là một cây hai cây đâu đấy các bạn mà nghe em quảng cáo ở đây ấy, nó phải hết ngày đấy nên là mọi người phải hiểu vấn đề đó những cái sản phẩm thì nó cũng có cái nọ cái kia tôi cũng không dám nói những cái sản phẩm của tôi là cực tốt nhưng mà tôi chỉ nói cho các bạn biết là những cái sản phẩm này ấy, tầm tiền này nó chỉ mua được như vậy thôi đấy nếu mà để mà tốt thì ba bốn mươi triệu nó mới là tốt còn ở đây chỉ gọi là xem phim nghe nhạc nghe gọi được đấy chơi game nhẹ được Chứ nhiều người cứ quảng cáo sản phẩm mình tốt Mình có được dùng đâu mà biết tốt hay không Đúng không ạ Như con Oppo A73 mới 100% Full hộp, nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Con này em để cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi 2 triệu 650 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 cộng 5 Thành RAM 13 và 256 gb Pin 5 nghìn, màn hình 6,5 inch nha các bác nhá Con này là nó là màn hình 6,66 inch Nhưng mà em cứ quen mồm Em cứ nói 6,5 Thực ra thì 6,5 và 6,6 thì nó chỉ nếu mà để mà nhìn mắt thường thì không ai biết được nhá. Người ta đo bằng tiểu ly thì người ta mới biết được. Đấy. Còn mình cũng chỉ đọc theo cái thông số của người ta thôi. Tại sao em bán rẻ hơn thị trường khoảng 1-2 triệu trên một chiếc điện thoại thì các bạn phải hình dung thế này. Thứ nhất là bên em ấy thì nó sẽ không phải đóng thuế má gì cả. Đấy. Con này em để cho các bác 2 triệu 650 nghìn nha các bác nhá. Con này con này chưa bật nguồn. A73 mới 100% nha mọi người nha. Các bác cứ đi tham khảo hết đi. Nếu cảm thấy có chỗ nào mà người ta bán rẻ hơn của tôi thì các bạn có thể mua ở chỗ đó bởi vì tôi nói thật cho các bác là những cái sản phẩm của tôi ấy, bán cho các bác tại sao nó rẻ? Rẻ là vì không có thuế. Nếu ví dụ như con này nhá, thị trường thế giới di động người ta bán gần 5 triệu, gần 6 triệu nhưng mà bên tôi à, hơn 5 triệu. Nhưng mà bên tôi chỉ bán hơn 3 triệu thôi thì tại sao? Nếu mà các bạn nhân thêm 15% thuế nữa, hóa đơn nữa thì nó là đúng như vậy. Đấy, còn bên em thì em không có uh, đóng thuế gì cả thì nên là em bán cho các bạn thì nó sẽ rẻ hơn đúng không ạ và không có mặt bằng gì thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều Đấy, con Oppo A74 RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256G mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha các mọi người nha đây này Đấy, các bạn cứ bảo là xấu hay là bẩn hay là xước nó là máy mới đấy mọi người ạ nên là các bạn yên tâm có thể em để cho các bác 3 triệu 150 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo A74 nhá Đấy, RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và 256 g 3 triệu 150 nghìn thôi Tiếp theo là A76 Oppo A76 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này em để cho mọi người giá cực rẻ thôi. Pin 5000 màn hình con này 6.7, RAM con này RAM 8 và con này 128 GB. Con này nó chỉ là 128g thôi, giá 3 triệu. Đấy, để cho các bác chỉ có 3 triệu thôi. Đấy, quá rẻ và quá hợp lý. Các bạn phải hình dung như thế này. Thứ nhất, RAM cao hay bộ nhớ cao hay là như thế nào chẳng nữa ấy, thì các bạn phải hiểu do cái nhu cầu của các bạn sử dụng. Đấy. Chứ nếu mà không dùng gì nhiều để mà dùng bền ấy thì cũng dùng lại 64g là là đẹp rồi. Đấy, RAM 8 và 128g này, Oppo A76 này chứ không phải là những cái sản phẩm mà ram cao bộ nhớ cao nó là tốt đâu. Nó cũng là một cái điện thoại đó thôi. Nhưng mà các bạn có phải là làm YouTuber hay là quay phim chụp ảnh nhiều để chúng ta mới dùng được được những cái giam à, ram cao bộ nhớ cao còn thông thường ra để chúng ta chỉ dùng được khoảng độ 3264 mươi 128 GB là quá nhiều rồi các bạn ạ. Đấy. Và các bạn phải hiểu một phần à, tiền nào của đấy chứ đừng có nói là những cái sản phẩm này nó như nọ như kia là chúng ta bỏ ra cũng không đáng là bao nhiêu tiền, đúng không nếu mà chúng ta mà bỏ ra 3-40 triệu để nhận một cái sản phẩm như thế này thì nó cũng hơi đắt nhưng mà thực tế ra tiền của chúng ta chỉ có bằng này thôi thì nó cũng chỉ được cái sản phẩm nó như thế có phải là chơi đề hay là chúng đề đâu bỏ ra một triệu mà nhận được những cái sản phẩm mà 15 20 triệu không có các bạn ạ Còn đây là con A78 Oppo A78 mới 100 phần trăm nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho các bạn với giá là bao nhiêu ạ Đấy, con này em để cho mọi người với giá chỉ có 3 triệu 500 3 triệu 500 có màu đen à, xanh đậm này đen này xanh đậm đen nhá và màu xanh nhạt này và màu tím nhạt này đấy, có ba màu như thế này em bán cho các bác chỉ có là 3 triệu 500 thị trường người ta bán trên 6 triệu thì em không đóng thuế em trừ hết đi thì nó vẫn là như vậy nếu mà các bạn mà bảo là đóng thuế lấy hóa đơn đỏ các thứ thì nó cũng nằm khoảng hơn gần 5 triệu và gần 6 triệu đấy các bạn ạ đấy. Con này là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này nó là 256 g nhá, A78 mới 100%, đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Đấy, RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này 256 g giá cực rẻ thôi. Để cho mọi người chỉ có là 3 triệu 500 nghìn Đây này RAM 8 cộng 4 này 256 g này A78 5G này Đấy Để cho các bác cái giá là 3 triệu 500 máy 2 sim 2 sóng nhé mới 100 phần trăm cứ mới thì các bạn nhận full hộp nguyên siêu tem thì các bạn nhận nhé còn không thì chúng ta không nên nhận à, Oppo A78 em thì là không biết cách để mà quay quảng cáo các sản phẩm mình quá tốt hay là cực đẹp nên là các bạn phải hiểu cho em đấy mình thì cũng là người kiếm tiền vì là mình không có nhân viên hay là không có người hỗ trợ như người ta Đấy, và mình thì là trực tiếp tự tay mình quay video quay sản phẩm thì đôi lúc thì có những cái vấn đề là nói vấp nọ vấp kia rồi thì nói sai rồi thì sản phẩm mình cách cái cách quay của mình nó không được tốt nên là nhiều người cứ cảm thấy là mình mình làm như thế thì không bằng người ta đấy, nhưng mà thực tế ra thì em cũng đã cố gắng hết rồi đấy làm như vậy cho nó thực tế các bạn ạ còn đây là Samsung Galaxy A12 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện RAM 4 128GB. Các bạn đừng nghe nhầm tất cả các sản phẩm nha. Nếu mà chúng ta nghe nhầm tất cả các sản các các cái thông số của em và cái sản phẩm của em thì khi nhận hàng nó sẽ không đúng. Đấy. Samsung Galaxy A12 RAM 4 128GB giá 2 triệu 650 nghìn màn hình con này 6,5 và RAM của nó RAM 4, 6... RAM 4 là 128GB pin con này 5 nghìn Đấy, đọc rõ cái thông số cho các bạn như vậy. Nó là một cái sản phẩm mới 100% nhé. Các bạn yên tâm đi, nhận hàng về kiểm tra hàng ok, trả tiền không ok thì hoàn hoàn về cũng được không sao cả. Đấy. RAM 4 này 128 GB này. Thông tin điện thoại, thông tin này. À, pin của nó là 5000 này. Ok chưa? Đấy, em để cho các bác chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi mà nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp đẹp như thế này mà các bạn không mua ở đây thì mua ở đâu Đấy, đấy là em nói thật luôn Còn đây là cái sản phẩm Samsung Galaxy A22 Mới 100% Đầy đủ phụ kiện kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe cho các bác nhé Con này là Samsung Galaxy A12 con này em để cho mọi người với giá cũng là 2 triệu 950 nghìn. Thì nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 6 và 128GB. Đây ạ. RAM 6 này và 128GB này. Và tiếp theo con này thông tin của nó thì là pin 5000. Đấy, máy cực đẹp nha. Tem siêu giấy bóng còn nguyên. Em bán cho các bác giá 2 triệu 950 nghìn. Samsung Galaxy A22 em cũng đã cân đối giá rẻ nhất thị trường rồi. Nếu mà các bạn mà cảm thấy em bán rẻ à, chỗ nào mà bán rẻ hơn thì các bạn có thể là, là là mua ở chỗ đó, còn bên em bán cho các bác thì nếu mà các bác tin thì các bác mua ủng hộ, không tin thì cũng chịu thôi. Những cái sản phẩm thì không phải là một mình em bán mà cũng rất là nhiều người bán, đúng không ạ? Còn nhà em mà hết sản phẩm được thì chắc nhiều nhà còn không còn cái gì để mà bán luôn. Đấy, đấy là em nói thật. Đây, những cái sản phẩm này Samsung Galaxy A14 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tay nghe con này em để cho mọi người với giá cực rẻ thôi chỉ có 3 triệu 500 pin của nó 5.000 màn hình con này là 6,5 RAM 4 và 64g đấy nhiều người bảo là 3 triệu 500 chỉ có 64g đó là những cái sản phẩm tiền nào của nấy và chúng ta phải hình dung là do cái nhu cầu của các bạn sử dụng thôi Tôi cũng đã nói rồi chứ không phải là những cái sản phẩm mà RAM cao bộ nhớ cao thì nó sẽ là những cái sản phẩm tốt không nó cũng chỉ là bộ nhớ thôi còn tốt hay không thì nó do cái máy nhá Đấy, pin 5.000 này Đấy, em để cho các bác chỉ có 3 triệu 500 thôi em ship toàn quốc bất cứ các bác ở tỉnh nào đều ship được và tất cả các sản phẩm của em từ đầu video cho đến hết cuối video là bên em bán là không cần cọc đồng nào nha không cần cọc đồng nào thoải mái kiểm hàng thanh toán còn đây là một cái sản phẩm Redmi Redmi 7 5G Redmi 7 5G RAM 8 và con này là 256GB. Đấy, Redmi 7 5G nhá. Giá 3.150.000đ. Đấy, Redmi 7 5G giá 3.150.000đ thôi. Đây ạ. RAM 8 này, 256GB này, Redmi 7 5G. Máy 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy, 3 triệu 150 000 3 3.150.000đ. Redmi 7 5G. Tiếp theo là có một số dòng sản phẩm Redmi à, RAM cao bộ nhớ cao ở đây Như con này ấy, Redmi 13C Mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe Redmi 13C nha con này pin 5000 màn hình 6 74 inch Đấy, Full HD Cam sau 50 chấm và Pin của nó 5000 này hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này cái này là tem siêu nó còn nguyên nên là em sẽ không bóc nó ra kệ nó như vậy bóc ra thì sợ nó xước hết đấy Redmi 13C nha những cái sản phẩm này là mới 100 trăm nha các bác nha em bán cho các bác với giá chỉ có là 3 triệu 700 nghìn thôi không cần cọc tiếp theo là con Redmi V30 Redmi V30 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Con này RAM 8 cộng 6 thành RAM 14 và con này 256GB để cho mọi người với giá cũng là 3 triệu 700 nghìn. Redmi V30 nhé, đây này. Đấy, những cái sản phẩm mà 3, 4 triệu, 2, 3 triệu nó chỉ được như vậy thôi các bạn ạ. À. Đấy, nhiều người bảo sợ sản phẩm em không tốt thì không chính hãng nào kia nếu mà không đúng như vậy thì làm gì mà có nhiều sản phẩm bán như vậy đúng không em bán nhiều thế này mà các bạn này bảo là em bán không tốt thì em chịu đấy nói chung là để mà một mình em thuyết phục là tất cả mọi người tin em thì rất là khó còn ai tin thì có thể mua ủng hộ còn không tin thì cũng thì gọi là bỏ qua và các bạn mà theo dõi video này thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để cho tất cả mọi người và bạn bè của mình cùng tham gia và cùng tham khảo và mua sắm ở đây ở đây mới là những cái địa điểm mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm bởi vì em bán ở đây bán rất là nhiều và bán số lượng nha các bạn nhá 58 cộng 6 này và 256 gb này Redmi V30 này Android 12 giá 3 triệu 700 nghìn cho tất cả các bác này tất cả các sản phẩm đều là full hộp con nào em bảo mới full hộp nó là mới nhá à, Còn nếu mà các bạn mà tìm những cái sản phẩm mà ram cao bộ nhớ cao cấu hình cao 512 g hoặc là đấy thì các bạn có thể tham khảo con này đây là con oppo a97 oppo a97 là một cái sản phẩm mới 100% đầy đủ phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe có cả nói chung lại gửi cho các bác nó nó phải nguyên siêu cơ nó phải nguyên siêu như thế này cơ đấy còn đây là những những cái sản phẩm mà em bóc nó ra và em em em, em quay rồi đấy khi mà các bạn nhận hàng nó phải bóc siêu như thế này cơ Đấy. Như con này ấy, là Oppo A97 mới 100% nha, con này RAM 12 cộng 5 thành ra 17 và con này à không phải 256 mà con này 512 GB. Đấy, 512 GB nhá. Oppo A97 nha đây. Cứ mở cho nó rõ ràng rồi là tránh cái trường hợp là quảng cáo sai cái sản phẩm. Đấy. em bán cho các bác không cọc ấy thì các bạn phải hiểu như thế này đã bán như vậy không cọc thì các bạn phải hiểu là sản phẩm nó phải đúng với lời quảng cáo nếu mà nói sai thì làm gì có ai nhận đâu đúng không quảng cáo một đằng mà sản phẩm một nẻo thì không ai mua rồi ra 12 này cộng 5 này thì ra 17 này và tiếp theo con này là 512 gb này nhìn rõ nhá Oppo A97 5G màn hình 6,7 và con này em để cho các bác chỉ có 4 triệu 750 000 thôi 4 triệu 750 000 không còn cọc nha thoải mái kiểm hàng thanh toán nha các bác nhé Oppo A97 Những cái sản phẩm này các bạn đừng có hỏi là uh, Màn màn có ám hay không Hay là đừng có hỏi là Có bị xước hay không Nói chung là đã là một cái sản phẩm mới cho các bác Thì em đã nói mới thì nó phải nguyên siêu rồi Nên là các bạn yên tâm A97 nha 4750 Đây này gửi cho các bác những cái sản phẩm nào nó mới ấy. Thì nó phải bóc siêu như thế này Đấy Các bạn bóc ra thoải mái bóc ra thoải mái kiểm tra Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 5G nha Con này em bán cho các bác với giá cực rẻ thôi Chỉ có là bao nhiêu ạ à, 3 triệu 500 thôi Đây, Redmi Note 10 5G Đấy, Sản phẩm thì Trong này nó cũng chả có gì đâu Có sạc rồi có hộp có ốp có tai nghe thôi Đây nó phải như thế này Đấy bóc ra Redmi Note 10 5G Con này là không nó ghi bao nhiêu ghi màn hình 6.5 này, hỗ trợ sạc tới mẹ 18W này. Pin của nó 5.000 này, bộ xử lý 700 này, camera sau là 48 chấm. Con này nó là RAM 8 và 256 GB nha các bác nhá. RAM 8 và 256 GB nhá. Xem nào, nó ghi ở đâu không? Đây thì chắc nó không ghi rồi. Redmi Note 10 nhá Redmi Note 10 5G nhá. Đây RAM 8 256 GB này. Đấy, RAM 8 256 GB này, Redmi Note 10 5G, giá 3 triệu 500 nha các bác nhá. bóc ra thì nó cũng chả có gì đâu. Cái mấy cái giấy bóng này thôi. Đấy, nhiều người cứ sợ là em bán em à, à, làm giả nọ kia nhưng mà thực tế ra nó phải đúng thì các bạn nhận còn không đúng thì chúng ta thôi còn tất nhiên thì những cái sản phẩm bên em thì nó không bao giờ hết được đấy còn nếu mà các bạn mà ưng được cái sản phẩm hay là không ưng từ đầu video đến giờ. Nếu mà các bạn không ưng ấy thì các bạn cứ đăng ký kênh rồi thì em sẽ quay tiếp một số đoạn video nữa rồi là cho các bạn theo dõi anh em ưng được cái sản phẩm nào thì em sẽ quay tiếp vào một cái à, một cái video vào một cái đoạn video tiếp theo. Đấy, thì em mới bảo các bạn đã đăng ký liên tục đấy. Đăng ký kênh thì không phải là em được gì mà các bạn được gì. Có nghĩa là các bạn đăng ký kênh rồi thì em sẽ có cái sản phẩm nào thì em sẽ đăng lên cho các bác thôi. Đây là con Redmi Note 12 nhé Redmi Note 12 Đấy, con này là Redmi Note 12 Pin con này 5000, màn hình cũng là 6.7 RAM con này RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 Và con này 256GB Redmi Note 12 nha các bác nhé Redmi Note 12 Redmi Note 12 con này để cho các bác giá chỉ có 4 triệu 100 nghìn thôi Redmi Note 12 4 triệu 100 nghìn nốt 12 này. Đấy, trên cái 256 ghi này trên cái thiết bị này nó ghi như thế nào thì em phải đọc rõ và cái thông số nó ghi như thế đó cho các bác đến lúc tránh cái trường hợp là các bạn bảo ừ, à, nhận à, quảng cáo một đằng về sản phẩm một nẻo đến lúc là nó khó lắm các bạn ạ. đấy con người mà đấy nên em bán cho các bác đã không cọc rồi ấy, thì các bạn phải hiểu vấn đề đó cảm thấy các bạn mua được thì các bạn đặt mà không mua được thì các bạn không nên đặt để tránh trường hợp là đừng có bảo là ảnh hưởng đến tôi Đừng có bảo ghét tôi mà đặt hàng bên tôi thì bom hàng tôi Có nghĩa là một mình bạn sẽ làm ảnh hưởng không biết mấy chục người shipper Ví dụ như gửi một cái đơn hàng đi đến tận miền Nam Nó phải qua 15 đến 20 người shipper Người ta phải cầm cái đơn hàng này và cất đàng hoàng đến tay các bạn Đúng không? Trong khi các bạn chỉ là làm trò đùa thôi Nếu mà không mất thì không sao, mà không hỏng thì không sao Hỏng thì người ta đền chứ người ta có đi làm thuê Người ta cũng đi làm như các bạn Đấy, tháng năm 6 triệu mà làm rơi một cái máy 7 8 triệu thế này thì đền làm cả tháng à, đúng không? Chứ không phải là các bạn ghét tôi mà đặt cho là bom, bom hàng thì làm khổ những người shipper rồi. Ví dụ như vận chuyển đi qua 20 người, vận chuyển về qua 20 người nó vớt 40 người vì bạn đấy. Vì bạn mới là như vậy. Nếu mà không thì người ta cũng không phải vận chuyển như vậy, đúng không? Nói chung là vận chuyển thì không đáng kể, nhưng trong khi đó nếu mà rơi mất hay là làm vỡ thì người giao hàng phải phải đền chứ tôi đâu có phải đền đâu. Tôi vẫn là thu chi thu được bằng cái số tiền mà tôi gửi cho các bạn đúng không ạ đấy tôi đã bán rõ ràng và bán cho các bác là uy tín hàng đầu rồi là giới thiệu rõ ràng cho các bạn rồi đấy đây này đây là một cái đặt đoạn... à, đây là một cái điện thoại nhá đây là một cái điện thoại ram cao bộ nhớ cao pin châu đó là một chiếc điện thoại vivo i 55 s ram 8 cộng bốn thành ra 12 và con này 256 trăm pin con này sáu nghìn nha màn hình con này 6,7 inch đấy bán cho mọi người giá chỉ có 3 triệu 7 thôi pin con này 6.000 này giới thiệu điện thoại này Vivo y 55 s này RAM 8 cộng 4 này 256 gb này pin của nó 6.000 này đấy chuẩn chưa rồi con này em bán cho các bác chỉ có 3 triệu 700.000 thôi nhá mới 100% mới 100% đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tay nghe nói chung là điện thoại bên em thì còn rất là nhiều nên là cái thời lượng video và em cũng nói nhiều cũng hơi mệt rồi các bạn thông cảm và em sẽ tạm dừng video ở đây và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để theo dõi một số cái video và một số cái sản phẩm tiếp theo nữa nhá nhà em thì còn rất là nhiều lắm đây này từ mấy chục con này còn chưa quay này và ở đằng sau đằng trước này còn có rất là nhiều nữa em sẽ quay tiếp vào một đoạn video tiếp theo cho các cho tất cả mọi người cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video để đón xem một số cái video và một số cái sản phẩm tiếp theo cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác